Ê, tôi tìm thấy một thứ rất là thú vị nè. Ủa, cái đó là trái ác quỷ phải không? Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa biết năng lực của nó là gì hết. Đang giữ chính là thứ ta luôn tìm kiếm, và ta muốn nó tới mức bỏ ra 10 năm sống trên thuyền của râu trắng. Chứ không tìm được thì ta sẽ từ bỏ. Nhưng thật không may, trái đó lại nằm trong tay đồng đội của ta. Là do định mệnh sắp đặt thôi. Sức mạnh của trái ác quỷ đó đã chọn ta, Ace. Nó là độc nhất vô nhị trong tất cả các trái của hệ Lucia. Thế của ngươi là lửa đúng chưa? Trong tất cả sức mạnh từ trái ác quỷ có trong lịch sử thì sức mạnh này chính là thứ tà ma nhất. Đó là trái Yami Yami của Helosia. Và sức mạnh này sẽ khiến ta trở thành bóng tối. Ngươi đang tò mò về sức mạnh này lắm chứ gì? Vậy thì để ta cho ngươi nếm mùi của bóng tối. Sẽ làm cho bố già râu trắng trở thành vua.